Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cho hay đang điều tra 14 ca lây nhiễm virus gây teo não Zika tại Mỹ. Tất cả đều bị nghi là lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Trung tâm CDC ngày 24 tháng 2 nói tất cả 14 ca bệnh mới là phụ nữ mà yếu tố rủi ro duy nhất được biết là quan hệ tình dục với người gần đây có du hành tới một nơi có những vụ lây nhiễm virus Zika. CDC nói các ca mới cho thấy đường tình dục có thể là cách lây nhiễm Zika thường xảy ra hơn mọi người nghĩ. Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rằng cách lan truyền chính của virus Zika là qua mũi và khuyến cáo dân chúng sử dụng thuốc diệt mũi hoặc mặc áo dài tay.